Đây. Dạ nha. Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Công Thức TV đây. Ngày hôm nay thì nói chung là mình cũng nhân dịp về quê. Ở cũng có một ít mồi với đây là gia đình. Sẵn tiện là có một cái kết bia Tiger. Mình xin giới thiệu, mình xin hướng dẫn mấy anh em là khui bia cùng với mình nha. Món đồ đầu tiên của mình á là mình khui bằng ống quẹt. Đây, ống quẹt thì mình cũng khui được rất nhiều thế nha. Đây là thế cầm ống quẹt như thế này đây. Tay dưới chịu, tay trên bẻ, bắn ra. Đây, mình cầm cái tay đây chịu cho cứng đây. Mình mới đưa cái ống quẹt ngã xuống, đưa vô. Lên chai. Còn thế thứ ba đây là mình cầm cái ống quẹt mình để vô đây đây, chỗ này đây, và cái tay mình sẽ dậm lên. Rồi. Dậm đây nha, dậm ngay chỗ này nè. Giờ một chai nữa nha. Đây. Thế thứ tư mình cầm đây, để ống quẹt vô. Đẩy mạnh lên. Ống quẹt mình khui được 4 kiểu nha. Giờ mình sẽ khui bằng một cái điện thoại nha. Đây, điện thoại thì có cái thế khui như thế này đây. Cũng tay dưới chịu, đưa góc vô. Còn đây thế thứ hai nha, cũng cầm cũng như ống quẹt luôn, cầm bên này đây. Tay nắm này đưa lên. Đây. Còn đây thế thứ thứ ba nha, cầm điện thoại đây, cái tay trong chịu là dính dính lại nè, cái điện thoại nó ngay đây nè, vỗ lên dần chút xíu rủng lủng nóc nhà cho nó lợp cái nhà lại nữa. Hướng dẫn khui bia mà chút xíu mà bắt lợp cái nhà lên hiểu luôn đó. Còn đây là khui bia bằng muỗng. Đây muỗng thì cầm vậy đây, tay dưới chịu. Mình muốn khui văn thì mình lấy tay ngón tay cái vịn lại, còn không văn thì ngón tay cái vịn lại, còn muốn văn thì buông ra luôn. Ở đây nhà này, nhà cũng nhà lá đây, cho lủng nóc nhà luôn đi. Còn khui đỏ thì khui kiểu này đây, cũng có thế đây. Ta vịn lại cho bay nắp luôn nha. Còn cái thế mà khui mà người ta gọi là cái kiểu khui câu cá á, để ra đây, đây mặc lên đây, đũa mình có thể khui theo cái thế này đây, cũng lên nữa. Nè, đũa khui theo cái kiểu này nè. Nói chung là cũng rất là nguy hiểm nha. Đây mình cầm tay đây, ba hai ngón tay này với ngón tay là dựng cái đũa lại. Ngón tay này để đây đặng cho cái đũa nó nghiêng vô nha. Đưa phải đưa ngay cái mắt nè. Cái tay dậm lên. Nếu mà chưa quen á thì dùng bo tay, còn quen rồi coi vậy được. Đây. Còn cái kiểu mà đá dày thì mình phải cầm chai bia như thế này đây. Đây. Rồi mình phải đá vô chỗ này đây. Là nó sẽ lên nha. Đây. Chào quá. Giờ đây là cái thế khui bằng cái chén. Cái chén khui kiểu mới luôn nha. Đây. Văng nát thôi chứ cái chén khui khó nổ lắm. Đây là cái dĩa.
dĩa chắc lên bàn nhậu nào cũng có mà. Đây, mình khui một cái dĩa, khui kiểu này đi. Một cái nha. Đây, vậy đây, cái kiểu dùng đầu gói đi. Đây. Khui bằng cái dĩa. Người ta TikTok Trung Quốc người ta có cái bảng kê, còn ở đây không có bảng kê, mình khui bằng cái dĩa nha. Hết rồi, còn gì nữa đâu. Còn cái kiểu khui điện thoại là khui cái kiểu mới, kiểu TikTok là khui như vậy đây nha. Đây lấy tay giọng lên nha. Dặn nắp nha. Đây là cái thế khui đũa. Khui này cũng nguy hiểm lắm nha. Đây. Gà nha. Cũng hết cái bia luôn rồi đó.